hoàn toàn tin tưởng lắm. Và điều này nó cũng là một điều rất tình ở trong gia đình. Quý vị biết không, ở trong quyến của mình đó, ngoại trừ những người mà đã có niềm tin vững chắc, kiên cố. Kiên cố ở đây mình nói tương đối thôi, theo ý nghĩa của phàm phu thôi, tức là có lòng tin nhiều rồi đó, học hỏi giới lý được nhiều cũng tốt đẹp rồi, thì có cái độ dễ dàng để mà bày tỏ cái sự thành kính kính lễ của người mà vai vế vốn nhỏ xuất gia. Khó làm đúng không? Chuyện ấy khó làm lắm, bởi vì chính bản thân của sư ở trong gia đình sư biết mà, cho nên cái sự tiếp độ quyến thuộc đó thưa quý vị, thật ra nó bị một cái trở ngại rất lớn là do cái sự chấp thủ vô vai vế, một vai vế. Chính vì thế mà nhân cái sự kiện mà khi bậc đạo sư ngày quay trở về để tiếp độ quyến thuộc á, lúc bấy giờ bị gặp cái trạng thái đó, cho nên ngài biết được cái tâm ý của phàm phu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài đã thực hiện song thông, và khi mà ngài ở trên hư không đó thưa quý vị, có những cái hạt bụi nó rớt xuống lấp lánh Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ chứng kiến cái sự kiện đó đó, do chứng kiến đó, từ đó chúng ta mới thấy có cái câu mà con làm lễ vi trần giữ chân Đức Phật, tức là con chỉ có kính lễ cái hạt bụi mà rơi từ chân Đức Phật xuống thôi, chứ con không có dám coi như là đảnh lễ trực tiếp Đức Thế Tôn. Thì thấy không, từ đó mới có cái câu đó đó. Rồi như vậy thì hồi đó thưa quý vị, sư nghe cái khi mà học giáo lý cơ bản á, khi mà nghe sự kiện đó, đọc vô cái tình huống đó, sư rất là hoan hỷ. Phải nói là cái uy lực của bậc đạo sư khi mà thể hiện thông thân quyến, thay đổi cái tư tưởng, chúng ta thấy nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Cái khả năng của pháp thần thông đó thưa quý vị, nó có thể làm cho người khác khởi sanh cái lòng tin rất là dễ dàng. Nếu như mà đạo quả đó thì không có thể hiện cho người khác thấy được, tức là tâm giải thoát thưa quý vị, không làm cho người khác thấy được. Nhưng mà thần thông á, thần thông thuộc về pháp thế gian, thật ra cũng vẫn thuộc về pháp thế gian thôi, nhưng mà khi mà chúng sanh nhìn thấy những cái điều phi thường của người khác hơn mình một cách rõ ràng, tận mắt chứng kiến, tận tai nghe, thì lúc bấy giờ chúng ta dễ dàng, chúng ta sẽ mềm lòng lắm. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cho nên có một số những trường hợp bậc đạo sư ngài phải dùng đến thần thông lực thưa quý vị, thần thông lực để tiếp độ người khác, để làm cho tâm họ buông bỏ cái ngọn cờ ngã mạn xuống, thì sau đó mới dễ dàng để mà rót cái pháp vào trong tâm của họ. Rồi thưa quý vị, bây giờ cũng phải lẽ rồi, chúng ta sẽ học bài ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ học phần còn lại cho hết luôn cái phẩm coi như là sở hữu tứ này. Thì rồi chúng ta học từ đoạn kinh số chúng ta học hết đến đoạn kinh số 7 rồi, tức là hỏi về pháp hữu vi. Bây giờ mình sẽ học từ đoạn số 8. Chín nè, 12, 13, 14. Mình học hết từ số 8 đến, có quý vị có
phần chánh văn ở trước mặt hay không. Nếu như không có thì sư sẽ làm luôn. Nguyên Như có phần chánh văn trước mặt không? Hay là đang ở ngoài đường chưa có về tới nhà? Cô Nguyên Trang thì hôm nay không thấy, chưa thấy vật à, rồi rồi xin mời. À, dạ nó à, dạ nó mua điện. Con kính chào ông Năm bà Năm. Dạ con xin kính chào à, dạ nghe sư nói là à, bây giờ sẽ đọc à, từ đoạn đoạn số 11 phải. Đọc chánh văn ạ. À. Số 8, Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, có phải ý thức sanh lên ở nơi nào thì xúc thọ cũng sanh lên ở nơi ấy? Tâu đại vương đúng vậy. Ý thức sanh lên ở nơi nào thì xúc cũng sanh lên ở nơi ấy, thọ cũng sanh lên ở nơi ấy, tưởng cũng sanh lên ở nơi ấy. Tư cũng sanh lên ở nơi ấy, tầm cũng sanh lên ở nơi ấy. Tứ cũng sanh lên ở nơi ấy, tất cả các pháp có thọ đứng đầu cũng sanh lên ở nơi ấy. Thưa ngài Nagasena, xúc có cái gì là hình tướng? Tâu đặt sự chạm vào là hình tướng. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như hai con cừu hút nhau, trong hai con cừu ấy, một con cừu được xem là mắt, con cừu thứ hai được xem như là cảnh sắc, sự va chạm của chúng được xem như là xúc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như hai bàn tay được vỗ vào nhau, trong hai bàn tay ấy, một bàn tay được xem như là mắt, bàn tay thứ hai được xem như là cảnh sắc, sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như hai chập chỏa được vỗ vào nhau, trong hai chập chỏa ấy, một chập chỏa được xem như là mắt, một chập chỏa thứ hai được xem như là cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Số 9, thưa ngài Nagasena, thọ có cái gì là hành tướng? Tâu đại vương, thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là hành tướng. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến đức vua hoan hỷ ban phần thưởng cho người ấy. Với phần thưởng ấy, người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc. Người ấy khởi ý như sau: Trước đây quả là ta đã làm việc phục vụ cao quý đến đức vua hoan hỷ đã ban phần thưởng ấy cho ta. Do nhân ấy, ta đây nhận biết thọ này có hình thức như vậy. Tâu đại vương, hoặc giả giống như người nào đó đã làm việc thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vui cõi trời. Tại đó người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc thiên đường. Người ấy khởi ý như sau: Trước đây quả là ta đã làm việc thiện, do nhân ấy ta đây nhận biết thọ này có hình thức như vậy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có sự cảm nhận là hành tướng. Số 10, thưa ngài Nagasena, tưởng có cái gì là hành tướng? Tâu đừng, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng. Tự nhận biết từ màu xanh, tự nhận biết màu vàng, tự nhận biết màu đỏ, tự nhận biết màu trắng, tự nhận biết màu tím. Tâu đại vương, có sự tự biết là hành tướng. Ngài cho ví dụ. Vương, giống viên quan giữ kho của đức vua, sau khi đi vào nhà kho, nhìn thấy và tự nhận biết các vật thể thuộc về đức vua là vàng đỏ trắng tím. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tưởng có sự biết là hành tướng.
Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Số 11. Thưa ngài Nagasena, là hành đại vương, tôi có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành tướng. Xin ngài cho ví dụ. Tôi đại vương, giống như người nào đó tạo ra thuốc độc rồi tự mình uống và cho các người khác uống. Bản thân người ấy bị khổ sở, những người khác cũng bị khổ sở. Tâu đại vương, tương tự y như thế, ở đây có một người nào đó suy nghĩ với sự quyết định về điều bất thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi bị sanh làm chốn bất hạnh. Cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục, luôn cả những người học tập theo người ấy, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Tâu đại vương, hoặc giả giống như người nào đó tạo ra một hỗn hợp bơ lọc đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, rồi tự mình uống và cho các người khác uống. Bản thân người ấy được khoái lạc, những người khác cũng được khoái lạc. Tâu đại vương, tương tự y như thế, ở đây có một suy nghĩ đến sự quyết định về điều thiện, do sự hoài rã của thân, do sự chết đi, sự sanh vào chốn an vui, cõi trời, luôn cả những người học tập theo người ấy, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành tướng. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Số 12, ngài Nagasena thì là hành tướng. Tâu đại vương, thức sự nhận biết, xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, người giữ thành, ngồi ở ngã tư giữa thành phố, có thể thấy đi đến từ hướng đông, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng, nhìn thấy người đang đi tây, có đến từ hướng bắc. Tâu đại vương, tương tự y như người nhìn thấy cảnh và nhận biết rõ sắc ấy bằng, nghe âm thanh bằng và nhận biết rõ thinh bằng thức, ngửi mùi bằng mũi và nhận biết rõ hương bằng thức, nếm vị bằng lưỡi và nhận biết rõ vị ấy bằng thức, chạm cảnh xúc bằng thân và nhận biết rõ xúc ấy bằng thức, nhận thức cảnh pháp bằng ý và nhận biết rõ pháp ấy bằng thức. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thức có sự nhận biết rõ là hành tướng. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Thưa ngài, số 13, thưa ngài Nagasena, tầm có cái gì là hành tướng? Tâu đại vương, tầm có áp vào là hành tướng. Ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người thợ mộc đã được cẩn thận bước vào chỗ rắp nối. Tâu đại vương, tương tự xin dân mít lại cho sư ạ. Dạ sa thú. Cảm ơn cô Nguyên Như đã giúp cho lớp học đọc phần chánh văn của bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, bài học hôm nay nó dính dáng đến chi pháp ở trong A Tỳ. Cho nên sẽ cố gắng chuẩn bị làm sao hết cái bài học hôm nay, nhưng mà nó rất là cơ bản và để cho chúng ta hiểu được những cái pháp này, tuy nó không có được đầy đủ, bởi vì thực ra mà nói nếu mà giảng một cái chi pháp của vi diệu tạng một cách đầy đủ thì nó giống như lớp học vi diệu pháp vậy đó. Cho nên cái phần này sư thiết nghĩ rằng là để cho
King Melinda sẽ làm công việc đó. Sau này quý vị sẽ được học những cái chi phần như là thọ, xúc một cách đầy đủ chi tiết. Sư chỉ nói sơ qua làm sao để cho quý vị định hình được một cách đại cương của những điều này ở trong cái sống hàng ngày của mình nó hiện khởi, và thêm một vài những cái ý nghĩa mà Đức Thế Tôn ngài có đề cập ở trong kinh đó, về những cái pháp này. Rồi bây giờ thì trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình nghe. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn đức tăng bảo những bậc được truyền thừa giáo pháp, các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, và mô phạm của chúng sanh là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Cái lớp học này mấy vị cư sĩ với cái âm thanh rất là hay, cho nên quý vị có còn nghe hay không? Này nó thân thức cho nên ở trong cái phần mà nói về quy trình tâm pháp, tức là lộ trình diễn hoạt của tâm á, thì nó chỉ có hai cái hình thức diễn hoạt của tâm mà thôi. Thứ nhất là lộ ý môn thuần túy, lộ ý môn thuần túy tức là lộ ý này nó sanh, nó độc lập, nó không có cần phải sanh từ nơi thấy nghe ngửi nếm đụng mà nó vẫn có thể sanh khởi được. Và thứ hai là lộ ngũ môn nối tiếp theo sau đó, là nó có hai cái loại này. Có cái loại này thôi. Tuy nhiên ở trên thực tế đó, chúng ta thấy rằng là khi mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng, sau đó mình khởi lên những cái nối tiếp từ nơi thấy nghe ngửi nếm đụng đó. Nhưng mà từ cái đôi lúc mà chúng ta cũng có cái ý muốn muốn nhìn thấy, muốn hướng tâm tìm kiếm cái sự thấy, muốn hướng tâm tìm kiếm cái sự nghe ngửi nếm đụng từ nơi ý thức trước, sau đó mới tâm cầu được cái sự nhận biết từ nơi thấy nghe ngửi nếm đụng.
Như vậy phải chăng nó có cái sự diễn hoạt ngược lại hay không? Tức là ý thức sanh trước rồi năm thức kia sanh lên sau. Nhưng mà tại sao các ngài không có nói cái diễn hoạt coi như là ngược lại, là ý sanh lên trước rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức sanh lên sau, mà các ngài lại xác quyết một điều rằng thấy nghe ngửi nếm đụng trước rồi ý thức mới sanh sau? Thưa quý vị, lý do là như thế này: chúng ta không thể nào mà bị mù, chúng ta không không thể nào bị mù hoặc là bị điếc hoặc là bị tê liệt về thần kinh vị, tức là không có cái điểm y cứ để nhận biết thấy nghe ngửi nếm đụng mà chúng ta khởi lên cái ý nghĩ muốn tầm cầu cái thấy nghe ngửi nếm đụng. Không biết nói như vậy, chứ nói vậy không biết quý vị hiểu hay không ta. Tức là mình không có nhận biết gì hết, mình chưa từng biết gì hết về cái sự cảnh giác thấy là như thế nào, sự nghe là như thế nào, không có điểm y cứ thì cái tư duy về những điều đó nó không hề xảy ra. Nó không hề xảy ra thưa quý vị. Đó, cho nên chính vì thế mà đó là cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải có cái sắc thần kinh. Tức là mắt của mình nó phải hoạt động được, sắc thần kinh của mình nó phải có hoạt động được, và cái sự thấy là như thế nào thì sau đó mình mới nghĩ đến cái việc là muốn tìm kiếm cái cảnh sắc đó. Đây là cái lý do đầu tiên. Cho nên điều này nó cũng phải nó cũng phù hợp thôi thưa quý vị, nó cũng phù hợp thôi. Và ở trong một cái buổi ở trong một cái buổi trình pháp á, mà hồi đó sư sư đang học với ngài ngài U Diền, tức là ngài Tejaniya, có một cái hôm có ngài ngài mới rồi mới thấy ngài đặt ra một cái vấn đề như vậy. Tức là muốn, hay là nói thấy là ngài muốn ám chỉ thức nhìn, tức là ý thức. Thì giữa cái này khác biệt hay không, có sự khác biệt hay thật sự hoàn toàn khác biệt. Và đối với một số những cái tập mà thể mà chúng ta phân biệt được hai cái chuyện này ở trên khía cạnh của đời sống thực tại một cách rõ ràng, hai cái chuyện này thật ra không có dễ để mà phân biệt đâu thưa quý vị. Khi mà mình nói theo chữ, mình nói theo lý thuyết thì mình có thể hiểu được theo như ý nghĩa của từ ngữ thôi, nhưng mà trên thực tế mà một vị hành giả tu tập á, mà để có thể trực tiếp cảm nhận kinh nghiệm được sự khác biệt của hai cái sự kiện này là một điều thật sự không phải dễ dàng, không phải dễ dàng thưa quý vị. Thật ra hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau thưa quý vị. Cái thấy á, tức là nói như thế nào, cái thấy nó chỉ là một cái sự nhận biết về cảnh sắc thôi, chứ mình chưa biết rõ ràng đó là cái gì. Nói đơn giản nó là như vậy đó thưa quý vị. Hay là nói một cái cách khác, sư hay dùng cái hình thức như thế này để diễn tả, tức là thấy là gì? Thấy tức là mình chỉ nhận biết được là mình không có bị mù, tức là ngược lại thôi, chứ còn để mình nhận ra được cái thứ đó nó là cái gì, rồi từ đó mình suy nghĩ về cái sự vật đó, thì đó cái đó nó là chuyện khác rồi, nó là chuyện khác rồi, nó là thuộc cái lĩnh vực của
của ý thức rồi. Cho nên chính vì vậy mà rất khó phân biệt nha, rất khó phân biệt. Ngài giảng rằng thấy trước rồi mới nhìn sau, thấy trước rồi mới nhìn sau. Bởi vì y cứ của hai điểm, thứ nhất là chúng ta không thể nào mà có ý muốn nhìn cái này cái kia trong cái trường hợp mà chúng ta bị không có khả năng thấy được cảnh sắc trước tiên. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Điều này nó cũng phù hợp với thì pháp học ở trong lộ trình tâm thôi thưa quý vị. Lộ trình tâm thôi, phải có lộ 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 ngũ môn trước thì sau đó mới có lộ ý sau. Đã. Cho nên ngài nói là phải phải thấy trước, phải thấy trước rồi mới nhìn sau. Và nhìn là gì? Nhìn nó khác thấy là như thế nào? Nhìn thì lúc bây giờ là chúng ta đã xác định được cái đó nó là cái gì rồi. Và lúc đó đó trạng thái tâm của mình nó có cái khuynh hướng muốn tìm kiếm để mà làm sanh khởi thêm tiếp tục cái sự thấy. Chẳng hạn như bây giờ sư nói ví dụ như thế này, khi mình nhìn thấy một cái vật gì đó, cái vật gì đó, chúng ta xác định được đó là cái gì, và từ đó mình mới khởi lên cái ý tiếp tục muốn nhìn thêm nữa, muốn tác ý nhìn thêm nữa. Và khi tác ý thêm nữa thì nó lại có một cái nhãn thức mới sanh khởi lên nữa, rồi lại tiếp sau đó cái ý thức, ý thức. Và cứ như vậy liên tục liên tục. Cho nên hai cái việc này nó hoàn toàn khác nhau thưa quý vị. Tuy nhiên phải nói rằng ở trên phương diện thực tế đó, thực tế của kinh nghiệm á, thì cái vị hành giả đòi hỏi phải phải tu tập về niệm và tâm quan sát đó thưa quý vị, niệm á, niệm và trí nó mạnh, nó mạnh thì nó mới có thể làm việc nhanh chóng để mà nó bắt kịp được những cái giai đoạn cực kỳ mà chi tiết này, cực kỳ chi tiết này. Cho nên chính vì thế mà trong một số những cái trường hợp đó thưa quý vị, chúng ta thấy chúng ta ngồi mắt mình mở, nhưng mà tâm của mình suy nghĩ về một cái vấn đề gì khác đó, nó không có cái sự chú ý về cái nhìn lắm. Khi mà một người khác người ta tới, người ta hỏi mình, ủa nãy giờ mày có thấy tao tới không, mày có biết tao tới không, thì thưa quý vị, trong cái trường hợp như vậy chúng ta chỉ biết rằng chúng ta thấy có người, chúng ta thấy có cảnh sắc, thấy có người, nhưng mà chúng ta không biết rằng ai đang đứng trước mặt mình. Chúng ta không biết rằng ai đang đứng trước mặt mình. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong cái trường hợp đó chúng ta chỉ có mở mắt và nhãn thức nó sanh khởi một cách thuần túy thôi. Còn tâm mình lúc đó mình đang đi nghĩ chuyện gì đó. Đó, cho nên có một đôi lúc một số những trường hợp mà quý vị có thể thử xem kinh nghiệm ở trong cuộc sống đó. Xem kinh nghiệm trong cuộc sống thì chúng ta sẽ phân biệt được những cái sự hoạt động rất là chi tiết của tâm thức, nó rất là hay thưa quý vị. Kể cả tương tự như vậy đối với cái nghe cũng vậy nữa. Nghe cũng vậy thưa quý vị. Nếu mà mình để ý có một số những trường hợp chúng ta chỉ biết rằng có âm thanh thôi, nhưng mà chúng ta không biết rằng người khác, âm thanh đó là cái gì và người khác đang nói chuyện gì về ý nghĩa gì. Nhưng chúng ta vẫn biết rằng nãy giờ là có âm thanh của người đó đang nói, nhưng mà mình không biết là nói cái gì thôi. Chỉ khi nào mà mình có cái sự chú ý, sau khi mình nghe rồi mình có sự chú ý đến đến cái âm thanh, thì lúc bây giờ mình mới hiểu được là cái âm thanh này nó mang cái ý nghĩa cái gì mà người ta chuyện gì. Thưa này, chính vì thế mà đôi lúc có những cái trường hợp đó thưa quý vị, phải nói rằng là khi mà mình ở trong một cái hội chúng nó ồn ào quá, nó ồn ào quá rồi người này nói người kia nói đủ chuyện hết á, mà nếu mà mình không có cái pháp để mà mình ở trong cái phạm vi trú xứ của mình, lúc bây giờ mình sẽ rất là nhức đầu, mệt lắm.
Thì trong những trường hợp đó chúng ta sẽ thả lỏng, chỉ quan sát đơn thuần ở nơi cái sự nghe thôi. Thì cứ tập như vậy, đến một thời gian quý vị sẽ có thể nhận ra được là chúng ta có thể làm được cái chuyện là chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ nhĩ thức thôi, chứ không quan tâm đến cái âm thanh đó là của bà nào nói, ông nào nói, rồi nói chuyện gì, nói vấn đề như thế nào và nói ai. Chúng ta có thể làm được chuyện đó đó thưa quý vị, thật sự có thể làm được. À, cho nên chính vì vậy mà lý do tại sao mà ngài trong cái phần bài học trước, ngài Nagasena ngài xác nhận với Đức Bùa là thân thức sanh lên trước, ý thức sanh lên sau. Tương tự như vậy đối với những thức còn lại. À, bởi vì lý do là chúng ta không thể nào muốn nhìn, muốn thấy trong cái trường hợp mà chúng ta tự nhận biết là mình không có khả năng để mà nhìn thấy cảnh sắc. Chỉ khi nào mình có khả năng thấy được cảnh sắc, nghe được âm thanh, thì lúc bây giờ chúng ta mới dẫn đến cái chuyện là mình có ý muốn nghe cái âm thanh đó nó là cái gì, người ta nói chuyện gì, và những căn còn lại. Rồi, đó, sư cho quý vị thêm chút xíu nữa về cái phần mà sư thấy bỏ sót lại ở cái bài học trước. Nãy ngồi coi coi, nhìn thấy cái đoạn cuối đó, bỏ sót, sư nhớ rằng hình như lần trước sư không có nói cái chuyện này. Lần trước sư không nói chuyện này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Ở bên đó quý vị còn nghe hay không? Rồi, xin cảm ơn. Ở đây chúng ta thấy rằng ngài ngài Nagasena ngài đã nói lên là ý thức sanh lên nơi nào thì xúc và thọ cũng sanh lên ở nơi đó. Thưa quý vị, hai cái pháp này, xúc và thọ, là hai cái pháp rất là quan trọng trong cái việc tu tập, nhất là tu tập về tuệ quán của một vị hành giả, một vị hành giả. Và có thể nói rằng cũng chính hai pháp này nè thưa quý vị, hai pháp này nó là nguyên khởi của tất cả những cái vấn đề ở trong thế gian này. Cho nên ở trong kinh đó, ở trong kinh Tương Ưng, Tăng Chi cũng có đề cập đến, Đức Thế Tôn cũng như ngài Xá Lợi Phất ngài cũng đã từng thuyết rằng tất cả các pháp lý xúc làm tập khởi. Cái câu này thưa quý vị, tất cả các pháp lý xúc làm tập khởi. Nếu nói theo chi pháp thì trước tiên sư nói tí, nhắc lại tí xíu cho quý vị cái chữ xúc. Ví dụ xúc Bali ở đây là phát xá. Phát xá ở đây khi mà mình dịch qua ra nghĩa Việt đó là xúc ở đây nó không chỉ cục bộ, đơn giản chỉ là cái sự xúc chạm bằng thân không thôi đâu. Sự xúc ở đây nói chính xác có nghĩa là cái sự xúc chạm giữa tâm và cảnh, giữa tâm và cảnh. Chúng ta nên nhớ nha, xúc phát xá ở đây là nói đến sự xúc chạm giữa tâm và cảnh, hay nói một cái cách đầy đủ chi tiết hơn là sự gặp gỡ, sự hội họp của ba pháp căn, cảnh và thức, tâm nhận biết. Thì cái này là cái nhiệm vụ, sở dĩ ba pháp này nó gặp nhau được, nó khởi lên cái sự nhận biết được từ nơi tâm là do bởi có cái sở hữu xúc, sở hữu xúc nó làm cái công chuyện này. Cho nên cái chi pháp á, chính xác gần nhất mà nói tất cả các pháp lý xúc làm tập khởi là muốn ám chỉ đến ở trong một tâm á thưa quý vị. Trong một tâm á, thì cái công việc của cái sở hữu tâm sở xúc này nó làm cái công việc cho các pháp đồng sanh, cho các pháp đồng sanh còn lại, từ đó mà sanh lên trong một tâm. Bởi vì công việc của nó là cái công việc tiếp chạm cảnh mà, để cho tâm khởi lên cái tiền đề đầu tiên. Trong hai trường hợp chúng ta thấy, nếu mà nói đầy đủ thì nói sự hội họp giữa căn cảnh thức là nói đến cõi ngũ uẩn, nói đến cõi uẩn, năm uẩn có đầy đủ sắc pháp. Còn nói đơn giản hơn, nói đơn giản hơn nhưng mà vẫn chính xác chi pháp, đó là có cảnh và tâm nhận biết. Như vậy đó là
xúc. Thì trường hợp này nó cũng đúng thôi. À, bởi vì nếu mà xét ra theo ba lĩnh vực dục giới, sắc giới và vô sắc á, mà nếu mà mình nói căn cảnh thức á, thì nó sẽ bị thừa ra ở trong cái trường hợp ở cõi vô sắc, thưa quý vị. Ở cõi vô sắc vốn nó không có sắc thần kinh, không có sắc thần kinh, nó chỉ có tâm hữu phần thôi và những tâm còn lại. Cho nên khi mà cảnh cảnh pháp á, nó chạm vào tâm hữu phần á, thì cái sự gặp gỡ đó để khởi lên cái sự nhận biết á, thì cái sự gặp gỡ đó nó cũng do sở hữu xúc làm. Cho nên trong trường hợp ở cõi vô sắc chỉ có hai cái là cảnh và thức thôi, chứ nó không có căn, à, chứ nó không có sắc. Còn đối với trường hợp của cõi ngũ uẩn đó, thưa quý vị, thì có sắc thần kinh, có sắc thần kinh. À, và quả thực như thế, thưa quý vị. À, cái sự xúc chạm đầu tiên đối với cảnh đó, thưa quý vị, nó là nguyên nhân của mọi vấn đề hàng loạt diễn ra sau đó. Cho nên ở ngoài đời chúng ta thường hay có những cái sự kiện đó, thưa quý vị. Chúng ta để ý như thế này, mình sẽ không phải gặp những vấn đề suy nghĩ nhiều nếu như không gặp cô ấy, à, hay là gặp anh ấy. Chúng ta thấy không, nó nguy hiểm như thế này. Và mình sẽ không phải gặp những vấn đề lòi ra đằng sau đó, vui cũng có nữa, buồn cũng có, chứ không phải nhất thiết có buồn không thôi mà không có vui. Cái điều này không phải là như vậy đâu quý vị. Nhưng mà mình nên nhớ rằng hạnh phúc ở trong cái dục giới này nè, thì đằng sau của nó là cái gì thì chúng ta nghe nhiều rồi, đúng không? Cho nên mình sẽ không gặp phải những vấn đề nếu như không có cái lần gặp gỡ đó. À, nếu như không có cái lần gặp gỡ đó. Cho nên từ đây á, mình có thể hiểu được cái câu mà tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, nó kinh khủng như vậy đó, thưa quý vị. Đối với các bậc thánh á, đối với các bậc thánh á, do các ngài đã có cái nội lực thâm hậu về cái việc quán sát sự diễn hoạt của danh và sắc, cho nên chính vì thế mà các ngài hiểu được cái hành tung cũng như cái tướng trạng của mỗi pháp và những cái sự liên hệ đối với nó. Chúng ta không có thấy được cái sự nguy hiểm của nó, cho nên mình luôn luôn mình cứ khoái xúc không. Có một số những cái chuyện đó, thưa quý vị, nó rất là đơn giản ở trong đời sống hàng ngày thôi, nhưng mà mình không có suy xét, mình không có thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Chúng ta nên nhớ rằng tại sao á, ở trong luật tạng Đức Thế Tôn ngài có các vị tỳ khưu có một số nơi không nên đến, có một số hạng người không nên gặp, không nên gặp gỡ làm cái gì, có những cái chỗ mà mình không nên đến. Lý do tại sao lại vậy? Bởi vì thưa quý vị, cũng vì cái nguyên nhân là từ cái sự gặp gỡ đó, từ cái sự có mặt của mình ở chỗ đó mà những chuyện sau đó nó có thể xảy ra, nó có thể xảy ra. Đây là cái sự nguy hiểm của nó. Và ở trong kinh điển, ở trong trong Tăng Chi Bộ Kinh, cũng như ở trong trong Tăng Chi Bộ Kinh có đề cập nhiều. Khi nói về tứ thực đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng vị đệ tử tu tập thì phải quan sát, à, phải quan sát, phải nhìn cái xúc thực này nè, nó ví như là một cái con bò mà bị lột da, đúng không? Bò da thì xong rồi tất cả những cái loại coi như là ký sinh và những cái loại côn trùng khác nó cứ bay, nó bu vào. Bởi vì quý vị biết rồi, khi mà không có lớp da thì những cái chất như là mủ máu nó có mùi tanh, thì từ đó những cái loài côn trùng như là ruồi nhặng vân vân nó sẽ bắt hơi được, sẽ bắt hơi. Đến cho cái con khó chịu đó, xúc cần phải được xem xét y như vậy. Quả thực
Là như thế thưa quý vị. Khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta gặp gỡ, chúng ta biết cảnh từ cái sự xúc chạm đó, nó vốn nó cũng giống như là một cái sự coi như là sự tra tấn bởi vì xúc với thưa quý vị là nó đi liền với cảm thọ, đi liền với cảm thọ. Ở trong 22 pháp y tương sinh, xúc duyên thọ mà chúng ta thấy không, xúc duyên thọ, hễ có xúc là sẽ có cảm xúc, hễ có xúc là sẽ có cảm xúc. Mình gặp cái gì đó thì mình sẽ có cảm xúc, cảm xúc có nghĩa là cảm thọ đó. Cho nên nó cũng ví như là những cái cảm giác đó mình cảm thấy nó không có khó chịu thôi, nó không có khó chịu thôi, nhưng mà đối với cái sự nhìn, cái sự nhìn nhận của vị thánh đệ tử và cũng của những vị đang trên cái bước đường tu tập tại quán đó, thưa quý vị, thì phải cần phải xem xét, cần phải xem xét. Nó cũng 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 khó chịu y như là con bò bị lột da vậy đó, bò bị lột da. Mình thì mình không có khó chịu, không có cảm thấy, vẫn còn cảnh, cảnh này cảnh nọ các kiểu, từ đó nó tạo nên cái cảm giác, cảm xúc cho bản thân mình. Và từ đó thưa quý vị, chúng ta mới cảm thấy khoái, chúng ta thích thú, phê, vân vân. Nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cho nên chính vì vậy mà hai pháp này thưa quý vị, xúc và thọ đó, là hai pháp có thể nói rằng nó là cái bị dính mắt.